Thời gian qua, thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều định hướng mục tiêu đào tạo lao động gắn với nhu cầu của thị trường. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm ngày kỹ năng lao động Việt Nam ngày 4 tháng 10. Giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, trong thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đã chủ động hợp tác đào tạo với doanh nghiệp, tăng thời gian đào tạo, thực hành cho người học trong doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp từ khâu tuyển sinh, đào tạo đến sử dụng. Mới đây, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đã phối hợp cùng công ty ESU2 tổ chức lễ xuất cảnh đưa sinh viên nhà trường sang Nhật Bản thực tập và làm việc. Đây cũng là một tín hiệu tích cực cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thị trường cả trong nước và quốc tế. Với cái mục tiêu của nhà trường là đào tạo là gắn với lại cái nhu cầu của doanh nghiệp, thì hàng năm nhà trường để triển khai cái hoạt động này, thì hàng năm thì vào đào mỗi cái năm học mới thì nhà trường đã tổ chức các cái đưa các cái sinh viên mới nhập học vào trường đi đến tại các cái doanh nghiệp để các em tham quan, học hỏi, khảo sát những cái doanh nghiệp mà thuộc cái lĩnh vực mà mình hiện nay các em đang học. Thứ hai nữa thì bên cạnh đó thì bên nhà trường có một cái bộ phận chuyên trách về cái doanh nghiệp sẽ kết nối các cái doanh nghiệp, mà hiện nay cái số lượng doanh nghiệp kết nối với nhà trường là khoảng hơn 100 doanh nghiệp, gồm tất cả các ngành nghề đang đào tạo của nhà trường. Thì hàng năm nhà trường tổ chức cái hội nghị tổng kết đánh giá một năm hợp tác với doanh nghiệp. Thông qua đó thì nhà trường và doanh nghiệp sẽ cùng ngồi lại với nhau để coi thử những cái vấn đề gì đã đang phát triển tốt đẹp, những vấn đề gì cần cải tiến, cải thiện, mà hợp tác chặt chẽ để nâng cao cái chất lượng hợp tác. Cùng với hướng của cách mạng công nghiệp 4.0, đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi rất nhiều yếu tố truyền thống. Trong bối cảnh này, các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không chỉ là nơi đào tạo nghiên cứu mà còn phải là nơi giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để đào tạo, qua đó cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động, đặc biệt là cho nền kinh tế số mà Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đang hướng đến. Nhu cầu và yêu cầu của nguồn nhân lực trong cái thời kỳ chuyển đổi số, hay nói cái khác là nguồn nhân lực số, đã trở nên cấp bách và rất là quan trọng. Nhằm đáp ứng được cái nhu cầu và yêu cầu của nguồn nhân lực như thế, thì cái sự vào cuộc của tất cả các bên liên quan, từ cái trường phổ thông trung học trong định hướng nghề nghiệp cho các em, chọn nghề, chọn trường, cho đến cái chính quyền thành phố, cho đến quốc gia, cũng đều phải xây dựng cái cơ chế chính sách chiến lược để phát triển nguồn nhân lực số cũng như là chuyển đổi số. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, đến năm 2025, Đà Nẵng phấn đấu đạt 42% nhân lực chất lượng cao trên tổng nguồn nhân lực và tầm nhìn đến năm 2045 phấn đấu đạt 50%. Đào tạo lao động gắn với nhu cầu thị trường, đây được xem là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài đối với các cấp, các ngành, các đơn vị chức năng trong xu thế hiện nay. Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành một trung tâm kinh tế xã hội lớn, trung tâm tài chính khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhu cầu nguồn nhân lực cho thành phố cần có sự vượt trội so với các địa phương khác. Do đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và lâu dài, cần được quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa.